Một người đàn ông làm bảo vệ tại hầm để xe của một tòa nhà, lúc này đã 2 giờ đêm, anh ấy chỉ mong ngóng được về nhà với con gái mình. Người đàn ông trở về khi trời đã gần sáng, chỉ kịp sấy tóc cho con gái sau đó đưa cô bé đi ngủ. Anh ấy lúc này mới thật sự được nghỉ ngơi, chuẩn bị về phòng ngả lưng thì bỗng nhiên, điện xung quanh nhà bị tắt hết. Ngoài cửa thì có những tiếng đập rình rình, người đàn ông bước ra mở cửa không chút nghi ngờ. Ngay lập tức 3-4 tên lao vào trong với gậy bóng chảy tương tới tấp. Nhưng mấy tên côn đồ đâu biết mình đang đối mặt với ai. Anh trai tẩn đám côn đồ vô cùng nhanh gọn, anh chỉ gục xuống khi bị một tên đánh lén từ sau với gậy bóng chảy cứng. Đám côn đồ tiếp tục đánh người đàn ông đến mức vỡ đầu chảy máu. Chúng sau đó vào phòng cô con gái, đem cô bé ra và đe dọa ông bố. Ma túy của bọn ta đâu mang ra đây? Người đàn ông không hiểu gì chỉ biết luống cuống giải thích, các anh bạn đã đi nhầm nhà rồi. Một bảo vệ thì làm gì có ma túy cơ chứ? Tên đầu đàn không tin liền lột mũ trùm đầu ra lớn tiếng đe dọa. Người đàn ông lúc này chỉ còn cách bảo hắn hãy kiểm tra địa chỉ trên một bức thư, chứng minh rằng hắn đã đi nhầm địa chỉ. Tên đầu đàn sau khi xem qua địa chỉ thì đã nhận ra mình đến nhầm chỗ, nhưng vì ông bố đã nhìn thấy mặt hắn, tên tóc vàng sẽ không thể tha được. Tên tóc vàng chĩa súng sau gáy định kết liễu người đàn ông, nhưng trong phút chốc khi nghĩ về con gái mình sẽ thế nào, người đàn ông liền phản xạ nhanh như chớp, quay vòng vung súng cái đã chết tên đầu đàn và tên bên cạnh. Tên cuối cùng định giữ con tin hòng đe dọa người đàn ông thì ai ngờ ông bố bắn một phát giữa trán kết liễu, sau đó giải cứu con gái mình. Người đàn ông cùng cô bé giờ đã không còn bị đe dọa nữa, nhưng vết thương trên đầu quá nặng khiến ông bố ngã gục xuống sàn. Người đàn ông đó tẻm review sẽ gọi là Boyka. Boyka vốn dĩ là một ông bố đơn thân, vợ anh ấy đã chết trong một vụ đánh bom. Bởi Boyka vốn dĩ không phải là bảo vệ nhà xe, anh trước kia là đặc vụ liên bang nên bản thân có vô số kẻ thù. Sau cái chết của vợ, Boyka đã quyết định giờ chỉ còn cô con gái, Boyka phải xa lánh súng đạn để trở về bảo vệ cô bé. Boyka đã trở về quê để làm bảo vệ nhà xe. Đến giờ đã vài năm trôi qua, anh ấy đang có cuộc sống yên bình thì bị phá hoại bởi một đám nghẹo như đầu video. Boyka sau khi bất tỉnh do vết thương nặng sau gáy, anh được đưa đến bệnh viện gần đó. Tuy vậy, sau khi tỉnh dậy lại không thấy con gái mình đâu, tay thì bị còng vào cạnh giường. Sau một hồi la hét gọi thì một lão cảnh sát mới từ ngoài vào. Ông ta nói rằng không thể thả Boyka ra được, anh bị buộc tội giết 3 người. Và đặc biệt, họ không thể định danh Boyka nên anh ấy sẽ bị giữ lại. Còn về phần cô con gái, cô bé đang được bảo vệ ở nơi an toàn rồi. Boyka nghe vậy thì vô cùng tức giận, anh gọi điện và cầu cứu anh bạn dây, cũng từng là đặc vụ cùng mình. Sau đó, anh giả vờ ký giấy tờ chỗ cô y tá, nhân cơ hội đã lấy một cái ghim giấy làm chìa khóa. Đợi đến khi cảnh sát đi ra ngoài thì Boyka liền cậy khóa, thành công cởi còng ra thì tên cảnh sát phát hiện Boyka cầm cái khay tương cho 2 phát vỡ đầu. Anh ấy nhanh chóng ra tủ đồ rồi lấy quần áo đi tẩu thoát. Boyka ra ngoài thì gặp 2 tên cảnh phát hiện chạy tới, chúng rút 3 tong ra động thủ Boyka. Ai ngờ đụng phải nhầm người, anh ấy ra những đòn như phong ba bão táp, vụt gậy bên trái rồi đạp bên phải 2 tên cảnh sát nằm sàn bất tỉnh. Ở phía khác, tin tức về Boyka đã lên TV, một lão trùng chuyên buôn bán ma túy súng ống đã thấy và tỏ ra vô cùng tức giận. Vốn dĩ là bởi vì Boyka từng là con rể của lão ta, lão già tóc bạc đã tin tưởng giao con gái cho anh ấy chăm sóc, nhưng vì Boyka đã sơ sẩy để vợ mình chết trong một vụ đánh bom, sau đó còn đi biệt tích với cô cháu gái của lão già trùng không thể để tên con rể chơi đánh chạy thoát nữa. Lão đã bảo một tên sát thủ thuê thân cận đi tìm và khử anh ấy. Cướp cháu gái về, tên đàn em dâu sùng 3Z lúc này đang thực hiện nhiệm vụ trước đó được giao. Hắn vào thẳng một quán bar, nơi đang có đối thủ của lão trùng dâu sùng. Đám này cũng là cái gai trong mắt lão trùng lâu rồi không vặt. Tên sát thủ vào rồi khử cả đám trong bằng duy nhất 6 viên đạn. Sau khi xong, hắn nhanh chóng lên đường, xác định nhận dạng Boyka mà đi tìm. Trong khi đó, người bảo vệ con gái Boyka đã biết anh ấy trốn đi mất. Bọn họ biết Boyka sẽ tìm đến nên đã đưa cô bé đi. Boyka đến khi tới nơi thì chỉ thấy căn phòng trống hơ trống hếch. Dùng thẻ cảnh sát đã chôm chôm được để hỏi một anh trai căn phòng thì vào tới nơi. Ai ngờ, tên 3Z đã ở bên trong chờ sẵn. Hắn đang copy thông tin về nơi con gái Boyka ở. Tên 3Z sau khi thấy Boyka tới, như vớ được vàng hắn nở một nụ cười nham hiểm. Boyka sau thấy tên này có vẻ không ổn liền đề phòng. Nhìn qua gương thì thấy có xác người đã nằm dưới đất. Boyka ngay lập tức đánh lạc hướng rồi bỏ chạy. Tên sát thủ dâu sùng không che giấu nữa liền vung tay nổ súng. Boyka chạy ra ngoài khi đạn dí ngay sau lưng. Anh tận dụng ngóc ngách của tòa nhà, lùa tên 3Z chạy vòng vòng. Sau đó bản thân quay lại phòng hắn nhanh tay chép địa chỉ con gái đang ở. Boyka sau đó nhanh chóng qua cửa thoát hiểm khi tên dâu sùng đang đuổi phía sau. Bắt được một chiếc taxi thành công tẩu thoát tạm thời. Tên sát thủ lên xe vô cùng bình tĩnh. Hắn sử dụng điện thoại liên lạc gọi cho ông lái taxi, nói rằng mình là cảnh sát, còn kẻ ở phía sau ông đang đều là đối tượng bị truy nã. Hãy nhìn khuôn mặt thấp thỏm của hắn là biết, trên tin tức còn đưa tin, hãy đánh lạc hướng sau đó tấp vào một trạm xăng. Tên 3Z sẽ tới đó, lão già tài xế cũng không chút nghi ngờ.
liền tìm trạm xăng gần nhất với lý do đổ xăng. Lão taxi chạy vào vô cùng thấp thỏm, Boyka trong xe thấy bộ dạng của lão béo đã đánh hơi ra, anh nhanh chóng ra khỏi xe rồi nhảy lên một chiếc xe khác. Tên Ba Z đến nơi thì không thấy Boyka đâu, check camera thì liền tức tốc đuổi theo. Hắn bắt kịp Boyka khi vừa đi đến khu cáp treo. Boyka thấy tên dâu sùng tức tốc chạy bỏ xa vào khu bên trong. Anh kịp nhảy lên một chiếc trước khi đóng cửa, bên trong là ba người khác. Tên dâu sùng không kịp thì liền cầm tiền ra mua chuộc. Ai trong buồng đó mà tống cổ tên vừa vào sẽ được 10.000 đô. Nghe xong thì hai tên cơ bắp ngồi bên trong cũng sáng mắt. Chẳng nhẽ một không ăn được hai à, liền lao tới. Boyka không ngần ngại trong không gian chật hẹp tần từng tên, cố giữ anh ấy lại cũng không được. Bao nhiêu đấm tung ra cũng không đếm xuể. Hai tên cơ bắp cuối cùng cũng bị tần cho như tử, nằm bẹp bất tỉnh như đống thịt ba chỉ. Boyka sau một hồi đợi cũng qua được phía bên kia. Anh liền chạy ra phía xe anh bạn đã đi tới. Tên Ba Z đã đi theo và canh sẵn ở đây. Hắn đứng từ xa mà xả đạn về phía anh ấy. Boyka trong quá trình tẩu thoát, dù thành công nhưng đã lãnh một phát đạn vào bụng. Anh bạn đồng đội nhanh chóng chở anh đi. Họ tới một căn phòng trọ để tiến hành băng bó cho Boyka. Bọn họ dự rằng sau khi vết thương đỡ sẽ quay về giải cứu cô con gái. Ai ngờ tên Ba Z bám dai như đỉa. Chỉ một vài tiếng sau hắn đã lần tới chỗ họ, mang theo súng ống đạn dược đầy đủ. Thấy vết máu mà Boyka sơ sẩy để lại trên thang máy, hắn đã lần tới nơi. Khi họ vừa đi ra thì lời chào hỏi là một cơn mưa bão đạn xả ra liên hồi. Boyka và bạn mình chỉ còn cách quay lại phòng, trong khi tên Ba Z đang hả hê bên ngoài. Hắn cứ thế nói vọng vào trong, chọc tức Boyka đánh lạc hướng. Sau đó đến khi anh lơ là thì trực tiếp đục thủng tường bằng quả mình của mình. Boyka cùng anh bạn sau vụ nổ ngã sóng xoài, nhưng sau đó cũng phải nhanh chóng nấp đi mà xả đạn lại. Anh bạn thấy Boyka đã bị dồn vào chân tường thì liền ra hiệu anh sẽ bắn chống trả để Boyka chạy ra ngoài. Theo hiệu lệnh anh ấy chạy ra, ai ngờ tên Ba Z đã bắn một phát hiểm giữa ngực anh bạn Boyka. Boyka thấy vậy thì liền nhanh chóng cùng bạn tận dụng dòng người hỗn loạn mà chạy đi. Cả hai thành công chạy ra xe tẩu thoát, nhưng trên xe đi được một hồi Boyka không thấy anh bạn mình phản hồi nữa. Quay sang thì anh bạn chỉ còn thoi thóp do vết thương quá nặng. Hấp hối bảo Boyka đừng lo cho mình mà hãy đi cứu con gái anh ấy. Boyka sau đó cũng phát hiện chiếc xe của anh bạn anh ấy đã bị tên Ba Z gắn theo dõi từ trước. Tên Ba Z một lúc sau cũng theo định vị mà tới. Hắn đến nơi chỉ thấy anh bạn đã chết của Boyka, định quay trở lại xe đi tìm anh ấy thì Boyka đã vào trong từ lúc nào. Anh ấy chĩa súng đe dọa bắt tên Ra Bét phải lái xe đi, đi đến một khu đất vắng. Boyka liền chói tay lại và tra hỏi. Anh ấy biết được rằng tên sát thủ này được bố vợ mình cử tới. Hắn ta dù bị khống chế nhưng vẫn vô cùng đắc thắng. Phía sau tên Ba Z đã lén lấy con dao dự phòng, khiêu khích Boyka sau đó cắt đứt chiếc dây thừng. Tên Ra Bét thành công tẩu thoát thì bất ngờ tấn công với con dao trên tay tên dâu sổm cứ thế chém tới, thành công làm bị thương một bên tay của Boyka, nhưng sau đó cũng bị anh ấy phản đòn. Tên dâu sùng có thể nói với chiều cao hơn hẳn. Hắn tận dụng lợi thế tay chân dài mà tấn công như vũ bão. Tuy thế Boyka cũng không vừa với cơ thể rắn chắc như đá tảng, kể cả bị húc vào thùng sắt hay vật lăn ra sàn, anh ấy sau cùng vẫn có thể đứng vững. Cả hai đánh cho đến gần bờ biển. Tên dâu sùng tưởng Boyka đã đuối sức thì định dùng xích chó mà xích cổ, miệng thì liên tục đe dọa rằng sẽ khử luôn cả con anh ấy. Boyka trong phút cuối đã dồn hết sức còn lại, lộn một cú rồi đạp tên Ba Z ngã lăn xuống biển. Biết điều này sẽ không giữ chân hắn được lâu, Boyka liền nhanh chóng lấy xe hắn mà bỏ chạy, lần theo vị trí trên xe tới tìm con gái. Phía bên kia, lão trùm râu bạc đang trên đường đến chỗ cháu gái mình. Hắn ung dung vì nghĩ rằng đàn em sát thủ sẽ xử được tên con rể. Lão đi hẳn vào trong mà khử hai anh cảnh bên ngoài, đi lên phòng cháu gái vô cùng bình tĩnh. Lão không muốn làm hại cô bé mà chỉ muốn đưa cô ấy đi với mình. Trong khi đó, tên Ba Z đã từ dưới nước trôi lên, hắn gọi điện báo cho lão trùm làm lão ta cử người cảnh giác. Một lúc sau Boyka cũng đã đi tới, dùng ống nhòm từ xa đã thấy lũ đàn em bốn phương tám hướng rồi. Tận dụng bóng đêm, Boyka khử một tên nhưng đã bị cả đám phát hiện. Anh ấy nhanh chóng vào một căn nhà bỏ hoang gần đó, lùa hai tên đàn em vào sau đó cho chúng ăn đạn súng săn. Xong Boyka định trở về chỗ con gái mình thì tên dâu sồm Ba Z dai như đỉa đã bám theo. Hắn thình lình lao tới khống chế, đánh Boyka ngã tung cả tấm ván. Hiệp 3 bắt đầu nhưng lần này Boyka không còn ở thế bị động nữa. Anh cho tên cao kiều nếm thử những thế võ sở trường của mình, ra đòn nhanh như gió lùa khe cửa. Tuy vậy tên Ba Z vốn xuất thân từ đô vật, sức khỏe hắn có thể nói không khác gì một con gấu đen. Boyka dùng đòn thế vật khóa cổ. Ai ngờ tên dâu sồm nhấc hẳn anh lên trời rồi đập xuống. Hắn lấy cây rìu nhọn ra, khuôn mặt vô cùng đắc thắng. Cứ yên tâm, con ngươi sẽ được ông chủ ta nuôi thôi. Tên Ba Z dùng hết sức bình sinh vung một nhát rìu nhưng bị kẹt giữa hai khúc gỗ lớn. Boyka tận dụng thời cơ liền đánh liên tiếp cho hắn quỵ gối, sau đó tung một cú đá lộn đẹp mắt khiến tên dâu sùng ngã trúng vào chiếc rìu của mình, chính thức kết liễu tên sát thủ bám dai. Boyka tiếp tục đi qua phòng bếp tiện thể thó một con dao rồi đi vào trong. Lão trùm râu bạc cùng ả cánh tay phải đã ở đây.
Lão trùng khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh, ả thân cận ép Boyka phải buông súng xuống, dù Boyka đã ngỏ ý muốn đưa con mình đi trong hòa bình. Lão trùng giơ súng lên, việc con gái lão ta chết lão vẫn luôn đổ cho Boyka đã làm, muốn kết liễu anh trong lần này. Nhưng Boyka tay nhanh hơn lão, ném cây dao giữa lão trùng, lăn ra rồi khử nốt ả thân cận. Lão bố vợ tàn ác ngã gục xuống ghế. Ta đã coi cậu như con trai, ta giao con gái cho cậu và cậu làm nó chết. Lão trùng giơ súng lên trong cơn hấp hối định bắn, nhưng cuối cùng đã đổi ý rồi chết ngay sau đó. Bộ phim kết thúc khi Boyka và con gái trở về an toàn, quay lại cuộc sống bình thường của họ. Bộ phim kết thúc. Đây là bộ phim Đội Thanh Trừng được ra mắt năm 2016. Còn mình là Tẻm Review. Nếu bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký. Mà không thấy hay cũng hãy like và đăng ký để ủng hộ Tẻm nhé. Hẹn gặp lại bạn.